Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng lệnh Jumper trong AutoCAD. Bước đầu tiên, mình sử dụng lệnh vẽ hình chữ nhật. Lệnh text là RIC. Enter. Và ta sẽ vẽ một hình chữ nhật với tọa độ bất kỳ. Ví dụ ở đây mình sẽ vẽ là 200. 200 là trục x, phải trục y là 200. Enter. Sau đó mình sẽ dùng lệnh move để cốp bức tường xuống bên dưới. Để sử dụng lệnh chamfer thì ta sử dụng lệnh text là CHA. Chúng ta có thể bấm enter hoặc dấu cách cũng được. Sau đó tiếp tục bước thứ hai là nhập lệnh D. Enter. Sau đó ta nhập khoảng cách chệch góc giữa trục x và trục y. Ví dụ trục x ta cần chệch góc là 20. Nhập 20. Enter. Trục y ta nhập 20. Enter. Sau đó ta sẽ chọn đối tượng thứ nhất và đối tượng thứ hai. Khi đó ta sẽ được hai cạnh chệch góc với tọa độ 20 20. Để kiểm tra xem chúng ta chệch góc đúng hay không, ta dùng lệnh đo kích thước DLI. Enter. Enter lần nữa. 20 10. Tương tự với ta sẽ chệch góc với ba góc còn lại, ta sẽ dùng lệnh CHA. Enter. Ta nhập D. Enter. Khoảng cách cần chệch góc thứ nhất là 20. Enter. Khoảng cách chệch góc điểm thứ hai là 20. Enter. Chọn điểm thứ nhất, chọn điểm thứ hai và ta thực hiện lại lệnh, ta bấm dấu cách, chọn điểm thứ nhất, chọn điểm thứ hai và tương tự với điểm còn lại, ta bấm dấu cách để thực hiện lệnh, chọn điểm thứ nhất, chọn điểm thứ hai. Sau đó mình đã sử dụng xong lệnh chamfer. Các bạn xem nếu thấy hay hãy bấm like và subscribe cho kênh mình nhé. Để các bạn sẽ theo dõi các video tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau. Xin chào mọi người.